Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Monster Legend. Mình là Thanh SG đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Thì hôm nay mình rất là vui, mình đã mở ra được cái con Imixbo. Cái con này từ cái sự kiện là mai rùa đây, sưu tập mai rùa các thứ đây. Và nó rất rất đẹp. Theo những cái thông tin trên wiki mình đọc được ấy, thì con này rất hâm mộ Voltail và chuyên đi săn tìm những cái bức ảnh hoặc là chụp hình quay phim Voltail đây, và sẽ được Voltail nhận làm đệ tử. Rồi thì mình đang cho lên level 55 rồi và mình sẽ cố gắng cho lên level 100 xem nào. Bộ skill thì mình nâng nó cũng khá là anti ghost totem. Mình sẽ không cần chiêu này tại vì mình có chiêu Rift Faraday rồi. Chiêu Rift Faraday thì sẽ gây một lượng đam rất lớn và nó sẽ loại bỏ cái hiệu ứng nội tại của chính của kẻ địch ấy. Nó có độ chính xác là 100%, chắc là vậy vì nó không ghi ở đây. Ví dụ cái này ghi 50% này thì có nghĩa là sẽ là 50%, còn cái này không ghi thì mình không biết được, có thể sẽ 100% chăng? Có thể. Chúng ta cho cấp 65. Mình sẽ thay cho chiêu này nha. Chiêu này thì Possessor on kẻ địch, thay cái chiêu đơn kẻ địch này. Đó, đây là bộ skill chuẩn của mình. Anh em có thể tham khảo skill này nhá. Và anh em nào có cách nâng hay hơn thì có thể comment ngay xuống phía dưới nhé. Nó có rất nhiều cách nâng khác nhau. Ở đây nó sẽ có một cái hiệu ứng lần đầu tiên mình thấy này. Cái Drowner là cái chết đuối thì phải. Nó có hiệu ứng gì ta? Cái này nó sẽ gây ra một lao cực cực lớn đây. Cực lớn nhưng mà nó chỉ gây ra một kẻ địch thôi. Ở đây thì mình thích cái tăng đam, tăng độ chính xác và thổi stamina hơn. Còn cái chiêu này thì nó sẽ là Drowner on kẻ địch, chiêu này đam lớn đấy nhưng mà mình không thích lắm. Ok, có thể anh em có một số cách nâng kiểu khác nhưng mà đây là cái ý kiến riêng của mình. Đó, đây là bộ skill của mình, không có cách nào nâng là đúng nhất, tùy từng trường hợp sử dụng thôi. Có anh em thì thích nâng đam, có anh em thì thích là nâng vào búp độ chính xác các thứ. Tùy, nói chung là tùy. Và mình trở nên sẽ được cấp 80. Ok, hết sạch thức ăn rồi. Chúng ta sẽ tranh thủ đi lấy vài miếng thức ăn cái nhỉ. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở trong này, cực kỳ nhiều luôn. Rồi mình sẽ lấy vàng thức ăn. Thức ăn không biết trồng chưa ấy. Có khi là quên chưa trồng thì chắc chỉ lên cho nó cấp 80 mấy thôi này. Nhưng mà bộ skill thì mình hoàn chỉnh rồi và có thể test được ở trong phần đấu trường rồi. Trong phần đi hầm ngục chứ. Rồi mình sẽ lấy vàng viết các kiểu đây. Tất cả đi. Rồi chúng ta sẽ đợi một chút nhá. Ta sẽ lấy vàng trước đã tính sau. Và mình đang cố gắng tiết kiệm game để đợi cái cuộc đua team raid lần sau đây. Chúng ta sẽ lấy vàng trước đã này. Vàng, thức ăn, tất cả những thứ nào có thể. Trong này mình sẽ lấy hết. 68 mở vàng hơi ít đấy. Mình đang muốn tiết kiệm tiền để mua thêm một khu đất nữa, hoặc là nâng cấp một số cái chuồng Legendary ở đây này. Rồi chúng ta đã xong. Chúng ta đã được khoảng 40.000 thức ăn thôi. Hơi chậm ta. Thật sự hơi ít. Được rồi, mình sẽ cho con Imixbo ăn nốt lên để xem nó lên được cấp bao nhiêu. Một mình một chuồng Legend luôn. Và nhìn trông rất là chất luôn. Như kiểu là nhạc rock ấy. Chắc sẽ lên được cấp 84 thôi. Và equip thì mình sẽ trang bị cho nó Runner Speed. Runner Speed của mình ở đâu ta? Đây Runner Speed đây. Speed mình có một cái Speed Level 4. Cái này là Team Speed Level 5. Mình sẽ tăng trang bị nó Speed Level 4 như thế này. Và skill, toàn bộ skill của nó đây rồi. Ok, mình test luôn thử luôn con này nha. Và anh em nào muốn đặt tên là gì có thể là comment ngay xuống phía dưới nhé. Được rồi, chúng ta sẽ vào trong này thôi. Hiện tại là khá nhiều Legend rồi. Hầm ngục này. Chúng ta sẽ test thử Imixbo luôn trong hầm ngục đi. Ái chà, hầm ngục lại ra con này à. Con này mình có rồi này. 500.000 gold. Đây ông bố của Demetri đây. Nhìn trông hài vãi trưởng. Hầm ngục book, cập hục game. Bên nào có game thì sang bên đấy. Đây, đây chẳng hạn. Nhưng vấn đề là không được sử dụng con kia thì hơi mệt nhỉ. Có cái hầm ngục nào tự do thoải mái đánh không? Đây chỉ cần một con nước thôi. Tại sao mình dùng con mèo ở đây vậy ta? Tại sao vậy? Nhầm, hình như nhầm, hơi nhầm lẫn. Hơi có nhầm lẫn ở đây.
Ờ, sẽ thay từ cả team này thôi. Team này mình không cần nữa. Team này thì chúng ta sẽ vẫn test những con mới nhất. Demacy này. Thật sự Demacy cũng được. Demacy chúng ta test con nào đây? Princer. Có nhiều con lắm. Quixote. Nhưng mà Quixote phải đi cùng con voi cơ thì mình ăn được. Con voi cơ, phải đi cùng con voi cơ. Đi cùng Gakura này. Và đây chúng ta sẽ chọn con Imichibo level 84. Đấy, như thế này chẳng hạn. Đó, đẹp trai. Đẹp trai là có gì sai? Tin đội hình nhìn chất vãi trưởng. Master, Butter. Ok. Chúng ta sẽ book cái này lên. Rồi, kháng, gần như kháng rất nhiều thứ luôn. Voi, thần voi. Vào đây, chiến hết luôn. Mình book Triple Dam lên. Rồi, không bị điều khiển tâm trí rồi. Rồi, mình sẽ thử từng chiêu một thôi. Odenomi Strong Attack, wow. Cú đấm, wow, đẹp thế nhỉ, cái Emission đẹp vãi trưởng, nó đấm xuyên tâm. À, mình quên là mình có một chiêu điều khiển tâm trí cơ mà nhỉ. Ném quả cầu lửa. Khá tởm ta. Siêu nhiên lửa, đây là tổng siêu nhiên lửa rồi. Ai chim lửa. Ai chá. Bị Drowner, trừ máu và trừ stamina. Nó dạng như kiểu là ác mộng vậy ta, đúng không, khá giống. Mình sẽ búp thật sự là Invasion đi, còn búp, con voi này búp quá tốt. Phải nó búp quá tốt luôn. Triple Dam vẫn là một hit 3 kill. Wow. Con này sao điều khiển tâm trí nha. Mình thấy điều khiển tâm trí của con Imichibo tốt, rất là tốt đấy. Imichibo đẹp mà. Cho đội hình nhìn trông chất vãi. Đội hình nó thay đổi liên tục thì có thể là đánh được. Rồi, gầm rú thế nào, tiến lên. Đẹp, quá đẹp. Imichibo quá đẹp. Không có từ nào để diễn tả nữa. Imichibo quá nét luôn. Rồi, ok. Vẫn là chiêu 2. Vẫn là phải con voi. Vẫn là con voi phải búp lên. Kháng toàn bộ. Gần như mình chẳng bị sợ cái đấy gì cả nữa. Rồi, uống thuốc độc. Mình uống cả tấn thuốc độc vào, uống mấy chai cũng được. Đây này, chúng ta sẽ có tăng đam. Sẽ tăng đam lên 500% đam chăng. Rồi, ok, tăng trang này luôn. Tăng cả độ chính xác luôn. Ồ, ok. Con Imichibo mà kết hợp với con này thì quá tuyệt. Anh em ạ. Cờ Mỹ à. Thôi chết rồi, thì hiểu đứng đây rồi. Nó không kháng đây anh em ạ. Burning. Ái cha cha, trừ năng lượng anh em ạ. Rồi, đánh thì đánh thôi. Mình không quan tâm. Con này cộng 500% đàn không? Ơ, rõ ràng mình búp đàn cho nó rồi mà nhỉ. Đâu rồi? Cái đam của nó không được cộng ở đây này. Đam boost 25% đam. Một skill sẽ giết được cả team thôi. Không vấn đề gì. Invasion lên nào. Nó đang bị daze đúng không. Cộng 21 stamina, 237% đam. Cộng 12% độ chính xác. À, mình bị giảm đam từ cái con này. Từ cái con đại bàng. Đại bàng à, tăng độ chính xác lên rồi. Chết bắt chết luôn. Tốt, Imichibo kết hợp với con này cũng rất là ngon này. Phải nói như vậy. Tuyệt vời, chúng ta sẽ lên đường và chúng ta sẽ bắt đầu là quay Metasol. Được rồi, chúng ta sẽ x ra đang luôn. Gru. Nhiều chất vãi trưởng. Đẹp nữa. Quá đẹp luôn đấy, phải nói như vậy. Igusu Igenika, con này khó chịu ta. Phải nói con này mình đang cần đây. Mình vẫn chưa có nó đây. Được rồi, lần này thì không búp biết gì nữa. Mình sẽ điều khiển tâm trí bọn này luôn. Thì con này luôn muốn ăn tươi sống đấm nhỉ. Găng tay vàng, quả đầu vàng thì thôi rồi. Possessor on anh em ạ. Chỉ đây trời, hận đời vô đối. Vai trưởng thật. À thì, loại bỏ hiệu ứng nội tại của toàn bộ team này. What? Tại sao nó vẫn có thể là búp được nhỉ? Con này chỉ tăng máu thôi. Đây rồi. Mirror Dams. Có một cái này. Nó mà tăng cơm nữa thì gọi là bá cháy. Bá cháy bù chết, chết luôn. Thanh niên cứng, thanh niên này chuyên dùng để last hit. Ok, nice spin. Chúng ta sẽ quay nào. Và chúng ta sẽ ra được cái gì đây? Đó là ba Uto Chom Cell. Lên đâu, Imichibo. Tiến lên. Đẹp, chất vãi cả trường.
Imigbo ơi, Imigbo. Còn hai trận nào, còn một trận nữa thôi. Đánh luôn nào. Đối đầu với thiên sứ, một con rồng lá. Múa nào, voi vẫn là múa bình thường. Không có gì nhiều, go Hida go. Tí nữa uống thuốc độc xong đã. Anh không bị điên. Có thần voi giúp anh tỉnh. Đây khả năng loại bỏ cái hiệu ứng trên người con này đi. Con lợn này, con này hình như có invasion thì phải. Regen. Ok, burning vẫn bị dính à? Cái chiêu đầu con kia không kháng burning à ta? Ơ, tôi chậm quá nhỉ? Ơi chả biết, invasion on này, invasion on đúng là một cái tuyệt kỹ quá ngon luôn, phải nói như vậy. Hidago chém hết. Cái invasion là một thứ cực kỳ bá, tại vì là nó kháng được tất cả chiêu, phải nói kháng tất cả chiêu luôn. Rồi mình sẽ quay và chúng ta sẽ có Metasaur. Mấy cái này mình để làm gì ta, làm cảnh à hay up sao ta? Có khi up sao ý hay hơn đấy nhờ. Rồi chúng ta sẽ phải up up cái gì đây, từ từ nha. Mình còn một số trận nữa ở trong này này. Ok, có 6.000 thức ăn rồi, hết sạch thức ăn, không còn một đồng thức ăn nào luôn đấy. Chúng ta đấu, mình lựa chọn là vừa sức thôi. 15, 13, 12, 9, 6, 6, 12, 12, đây 12 này. Chầm sau, mấy con này nhìn chung có vẻ gọi là đỡ hơn. Đỡ hơn mấy cái bọn đằng sau kia, đánh luôn đi. Attach, mình, bên mình thấy gọi là 41. Có đổi tin được không nhỉ? Metasaur, Quixote đây, tại sao không được đánh ta? Con mới được đánh không nhỉ? Dark Nubis, không, không. Không con nào mới đánh cả. Có Nissan Pest, điều khiển tâm trí. Con này chứ, à đúng rồi, hai con Chip Down thì được gặp nhau không, chơi không. Nhưng mà con này đánh thì hơi ấy quá, hơi sợ một chút. Chip Love, con này tốt nhất rồi, không con nào hơn được nữa rồi. Rồi khi nữa thôi. Fighting, tốc độ ai nhanh hơn, tốc độ riêng mình sẽ nhanh hơn rồi. Underworld Rise, không cần các chú nhá, anh cũng có Chip Dam như chú kia luôn, như Quixote luôn. Và đây là Underworld Rise, binh đoàn xác sống, nhìn mạo tập Quixote. What, con này trâu thế không chết kìa. Rồi đem chém nó cho Quixote, mà gặp cái Raju này đánh cho thì nó cũng khổ đấy. Một con thì đánh đổi một nửa lượng máu để được Chip Dam. Những cái đấy như thế có khi là hay hơn, có khi là hay hơn rất là nhiều. Một con thì đánh đổi sự sống, đánh đổi cái thần kinh, sự điên loạn lấy Chip Dam, đánh đổi sức mạnh đấy. Con nào bắn linh hồn cho kỳ dữ không ta? Metahurst không biết tin được có ăn nổi không. Nissan Pet là cực kỳ tốt rồi. Chip Lop, rồi đội hình đã hoàn chỉnh để chiến đấu và chiến thắng. Tốc độ rất ngon này. Vậy là mình có lên được đầu không? Có. Nó rất chi là khó chịu luôn. Không được khởi tâm trí được thì về quê ăn Block. Con chó ma Block. 9.000 máu, Strong Hurt. Ác mộng rồi. Mình dính ác mộng rồi anh em. Kháng Possessor, kháng Nightmare. Thật sự khó chịu rồi, thật sự rất rất khó chịu rồi đây. Đánh kiểu gì bây giờ? Chúng ta sẽ mình sẽ búp cái mình sẽ đánh stun nó đi. Đấy gì? Một bé này, một con bị stun. Sẽ điều khiển tâm trí của con này tiếp theo luôn này. Con Chip Lop luôn. Mình có cái linh hồn quỷ dữ mà. Phải không nhỉ? À đúng rồi. Chuẩn bài đấy. Mình sẽ điều khiển nốt thằng này luôn này. Double Dam và cho nó Possessor, bao nhiêu sức mạnh, nhưng ngược lại sẽ điều khiển tâm trí. Chip Lop, tấn công nhau đi. Rồi đánh nhau đi, giết nhau đi. Ok, Gloomy Doom on enemy sẽ chịu ảnh hưởng của mấy cái chiêu này. Tốc độ này rất là chậm. À con này không dính với cái đấy, quên mất rồi vậy. Nó sẽ kháng stun. What?
Darkness khá stun luôn rồi. Tại sao nó khá stun ta? Rồi mình sẽ búp khiêng cho anh em. Đã thấy búp khiêng lên. Đánh được mà, không vấn đề gì lắm. Thật sự không vấn đề gì lắm. Bắn nhau đi. Lại tăng cả khiêng, tăng năm bộ chính xác này, tốt rồi. Hay quá. Chiêu nào đây? Chiêu đánh lan đi. One enemy, yếu quá. Tăng độ chính xác lên này. Burning on. Lên nào. Mình phải tập trung giết một con thôi. Đừng có chia ra như thế này thì rất khó chơi luôn. Biết ngay mà. Burning kìa. Poison. Nó giảm đam. Mệt với cái bọn này thật đấy. Mình có tuyệt kỹ đây. Và mình sẽ giết được một con. Khả năng stun on. On enemy. Lên này. Cái viên hóa thạch cổ đại tạo ra một cái stun block. Thế chứ nhỉ. Được rồi, không sao, không vấn đề gì. Hồi điều khiển tâm trí chưa? Rồi đây. Không cần điều khiển tâm trí đâu. Team này khá yếu mà, đánh được. Có bao team mình không chết ai là xong. Bốc hơi, hay quá, bơn đình. Giơ tay xin hàng em. Ok, mình sẽ giết nó thôi nhỉ. Lên nào, ban nhạc ma quỷ. Xong. Cái lần team vua này mình đánh được nhiều hơn một chút. Tại vì mình có khá nhiều con mạnh ở đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Master Legend. Bye bye.